Xin chào mọi con Hôm nay thầy dành vài phút trong cái video này để chia sẻ với chúng ta một vấn đề giật tít một tí đó là gì? Tại sao nhắn tin hỏi bài mà thầy không thèm trả lời nhá không thèm cho trong mặt kép thôi Tại vì là như thế này Hôm nay là thứ hai Trước đó là chủ nhật thứ bảy và tối thứ sáu Tính ra đến bây giờ cũng gần 3 ngày rồi có vẻ như là thầy chỉ trả lời được 1 2 câu hỏi của bọn con trong các nhóm Zalo. Thầy có nhóm Zalo gì? Nhóm Zalo lớp 6 cộng 7 cộng 10 cộng 11. Bây giờ nó tổng 4 nhóm xấp xỉ 400 bạn nha xỉ 400 bạn có nhóm thì 160 có nhóm thì 60 có nhóm 130 đấy kiểu kiểu vậy xấp xỉ 400 bạn chúng ta cứ hình dung là gì 1 phần 20 số bạn 1 phần 20 thôi nhá 1 phần 20 số bạn mà hỏi bài thầy cứ cho rằng đây là những người mạnh dạn chăm chỉ và không ngại hỏi đi không ngại khó không ngại khổ và không ngại vất vả chăm học đúng không 1 phần 20 số bạn mà hỏi bài thầy thì đã suy ra là 1 phần 20 nhân với 400 bằng 20 câu hay là 20 bài trên một ngày. Thế thì chúng ta hình dung là thầy trả lời nó có vất vả không? Vất vả. Làm gì có đủ thời gian mà trả lời 20 câu? Chẳng nhẽ thầy làm 20 vít trong một ngày trả lời bọn con? Khó đúng không? Đấy. Thế nên có những câu hỏi mà nó có những bài tương tự mà thầy đã chữa rồi thì thầy sẽ link cái video bài tương tự đấy cho bọn con tự xem rồi tự làm thì như vậy nó mới tốt bởi vì nó là quá trình tự học nhá nhớ này tự xem làm theo thì đó chính là tự học thì nó mới là tốt chứ còn thầy mà làm lời giải cho chi tiết cụ thể một cái bài mà bọn con hỏi với một cái đề như này thì thầy giải như thế này xong thầy lại áp cho bọn con xem cũng được nhưng mà nó chưa tốt chưa tốt bằng cái cái thao tác này đâu nhá được chưa nào rồi cái tình huống ba ngày vừa rồi là sao thầy không thèm trả lời có bạn chắc chắn là sẽ nghĩ trong đầu như vậy mà lại đi đâu rồi hay là coi thường học sinh hay là à, chảnh hay là gì gì đó đi mà không thèm trả lời cứ gửi đề lên thì thấy đã xem nhưng mà lại không thấy trả lời gì thực ra thì không cố tình thầy không cố tình nhưng cái việc mà thầy không trả lời ấy thì đã lỡ rồi đến bây giờ gần 3 ngày rồi thì cứ để thế đi để thầy chia sẻ với bọn con một bài học nhá ba ngày rồi ba ngày rồi không trả lời thì nó lại rút ra được bài học Đấy, rút ra được bài học cho cả thầy và cho cả bọn con về phía thầy thì sao rút ra được bài học về phía thầy là gì về phía thầy là phải học cách chấp nhận thư thả không được sốt ruột mặc dù thấy bọn con hỏi bài rồi cứ gửi đề lên rồi hỏi là thầy giúp con câu này thầy giúp con câu kia thầy đâu rồi sao không thấy trả lời abc các kiểu sốt ruột lắm nhưng mà chính thầy phải học cái cách gì là đừng sốt ruột nếu mà cứ sốt ruột như vậy thì làm sao mà làm được các việc khác làm sao mà mình có thể giải quyết được cái công việc của mình đúng không nào mà bây giờ mới chỉ có 400 người trong mấy cái nhóm này thôi Mai kia mà bốn nhóm này mà nó phun lên nó, sấp sắp xỉ 4.000 người thì sao Một ngày hỏi khoảng 100 bài thì sao Đúng ấy thầy làm sao Thầy có mà phân thân ra cũng không trả lời hết được 100 bài trong một ngày Đúng không nào Nên là đừng có sốt ruột Buông thả Kệ Nhá. Nghe nó hơi tàn nhẫn nhưng mà thôi kệ Cố gắng sống bình tĩnh Sống thoải mái hài hòa để còn làm công việc khác nữa chứ thì bình thường thầy cũng phải đi làm mà thầy phải phải đi lên lớp mà thầy phải đi dạy thầy phải nấu cơm rửa bát quét nhà đưa đón con đi học rồi cho chúng nó ăn cho chúng nó tắm rồi còn cho chúng nó học bài nữa có phải là thầy chỉ ôm cái điện thoại với cái máy tính để ngồi mà giải bài cho bọn con đâu đúng không nào chính thầy cũng phải học được bài học thông qua cái việc đó rồi bọn con thì sao bọn con học được cái bài học gì bọn con học được cái bài học là gì là phải hiểu cho người khác nhá yeah. thầy nói một cách hơi phũ phàng đó là gì thầy và bọn con không có cái ràng buộc gì cả nhá yeah. phũ phàng lắm không có ràng buộc gì không quen biết nhau thầy không biết mặt bất kỳ một bạn nào trong nhóm zalo thầy cũng không có nhu cầu biết mặt bọn con cũng không biết thông tin cá nhân không cần số điện thoại không cần địa chỉ nhà không cần trường lớp của bọn con nói chung cứ hỏi bài thầy rảnh thì thầy làm ok đúng không thầy đâu có ràng buộc gì bọn con đâu mà bọn con cũng đâu có ràng buộc gì với thầy đâu Không học trên lớp với nhau Cũng không phụ thuộc vào điểm số Không liên quan về tiền bạc Nói chung là hữu duyên thì chúng ta biết đến nhau Và chúng ta hỗ trợ nhau trong quá trình học tập Còn lại thì nó chả liên quan gì gì khác cả Vậy thì bọn con cũng phải hiểu cho người khác Đó là gì? Đó là không sốt ruột Và không đòi hỏi Nghe nó rất phũ Nhưng cái sự phũ hôm nay mà thầy nói với bọn con ấy nếu bọn con cảm được hiểu được thì sau này còn áp dụng trong rất nhiều tình huống khác ví dụ như là khi bọn con nhắn tin cho một người bạn bọn con hẹn hò đi chơi hay là có một cái gì đó mà nó không thèm trả lời thậm chí là tin nhắn zalo là nó đã xem rồi nhưng mà nó vẫn không trả lời thế thì bọn con phải sao bọn con tức à bọn con bảo là mẹ thằng này coi thường tao hay là cái thằng này nó lại bơ mình đi sao cái thằng này nó lại bất dậy thế đúng không Nên nó lại coi thường mình không phải nhiều khi là gì không phải là người ta muốn coi thường cũng không phải là người ta muốn bơ mình đi mà hoàn cảnh của người ta lúc đó người ta bận một cái gì đó hoặc chẳng may là lúc bọn con nhắn tin người ta gạt điện thoại lên thì nó lại thành đã xem nhưng người ta còn chưa cả kịp đọc kỹ cái tin nhắn đó rồi người ta có một việc gấp nào đó thế là người ta bắn đi người ta quên mất một tí thế thì mình lại trách người ta như vậy có phải là trách nhầm rồi không nói chung là nếu như việc gấp thì gọi điện còn nếu như việc không gấp thì nhắn tin Nhắn tin mà người ta đã xem rồi người ta chưa trả lời Thì chúng ta cũng phải gì? Chúng ta phải hiểu cho người ta Và vì là thầy đã nói rồi Việc không gấp lên là đừng có sốt ruột Và trong tùy từng mối quan hệ Thì chúng ta cũng đừng đòi hỏi Đúng không nào? Thế thì Đặc biệt Cái kênh này mà thầy đã đưa ra cái tiêu chí Và lập nhóm Zalo là muốn hỗ trợ bọn con làm gì? Hỗ trợ bọn con tự học Tự học là gì? Tự học là cả đời Tự học là một quá trình lâu dài Không phải là thầy muốn giải bài cho bọn con Để bọn con đi lên lớp để thể hiện Hay là để bọn con làm cho xong bài tập Để nộp cho thầy cô Mục đích của thầy không phải là như thế Nên thầy cũng không có vội vàng gì Mà phải giải bài ngay khi bọn con tung cái đề lên cả Gửi đề lên xong thầy ơi Thầy giải luôn cho con đi Con cần gấp lắm Mai con kiểm tra rồi Mai con phải nộp vở rồi Mai con phải lục đề cương rồi Không có chuyện đó đâu Thầy làm gì có thời gian mà đi giải đề cho mấy trăm đứa để bọn con hoàn thành bài ở trên lớp đấy là học đối phó. Còn học tự học là gì? Học tự học là cả một quá trình dài. Thậm chí là tự học cả đời cơ mà. Và bây giờ chúng ta hữu duyên chúng ta biết được đến nhau, chúng ta học toán với nhau. Nhưng mà biết đâu sau này khi bọn con lớn lên, bọn con có những vấn đề trong cuộc sống mà vẫn có thể inbox hỏi thầy thì sao? Đấy cũng là quá trình tự học. 10 năm nữa vẫn có thể hỏi thầy thì sao? Thầy cũng không cần biết bọn con là ai nhưng mà cứ kết bạn Zalo hỏi, thầy biết thì thầy trả lời. Thầy trả lời theo cái hiểu biết của thầy thôi. Còn đúng sai thì chúng ta lại phải cân nhắc. Thầy không tự tin là thầy đúng hết mọi thứ. Nha, nhưng mà thầy hiểu đến đâu thì thầy sẽ trả lời đến đấy. Thầy biết đến đâu thầy nói đến đấy. Thầy biết cái gì thầy tư vấn cho bọn con đến đấy. Dù sao thì khi mà chúng ta đi hỏi, chúng ta đi bàn luận với người khác thì nó cũng tốt mà. Nó cũng là cái góc nhìn đa chiều để giúp cho bọn con có cái phán đoán, có cái quyết định trong cuộc đời. Đúng không nào? Tự học là quá trình lâu dài. Nhóm này và kênh này là kênh tự học, nên có hỏi bài thầy thì cứ từ từ chờ đợi. 3 ngày vừa rồi thầy có việc ở quê cứ hiểu nôm na là ở quê có nghĩa là ở cái chỗ nó cách nhà thầy 60 km thì đi lên đấy thầy có việc riêng và vì nó cũng là việc gấp nên là thầy phải tập trung hết sức và thời gian vào đấy nên thầy không có trả lời được bọn con câu nào cả còn tối hôm qua là tối chủ nhật thì thầy đã về hà nội rồi đến bây giờ là thứ hai thì từ tối nay thầy đã bắt đầu trả lời và hướng dẫn bọn con học giải đáp các thắc mắc nhưng nhớ nhá quá trình tự học là đừng có gấp hỏi bài thầy thôi hai ba ngày thầy trả lời bọn con cũng được hai ba ngày sau khi mà bọn con đã nghĩ về cái bài đấy rồi nghiền ngẫm nó rồi tìm lời giải trên mạng rồi thậm chí đi hỏi bạn khác rồi hỏi thầy cô trên lớp rồi và ngày kia ngày kia thầy trả lời cho bọn con bằng một vít bọn con nghe đi học đi ghi nhớ đi đấy là quá trình tự học được không nào nhá chia sẻ với nhau thế cho nó thoải mái nghe thì nó rất phũ nhưng cả thầy và cả bọn con đều có những bài học cho nhau đúng không nào thầy sẽ không bị 400 bạn này hay về sau là bốn nghìn bạn mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của thầy đúng không nào thầy giúp bọn con nhưng nguyên tắc giúp người khác không để có hại cho mình và không để gây hại cho mình được không nào và bọn con cũng thế thôi khi mà đi cần sự trợ giúp của người khác cần sự giúp đỡ của người khác bọn con cũng phải hiểu cho người ta và tôn trọng người ta không đòi hỏi hữu duyên thì chúng ta học với nhau còn thấy vô duyên và không tiếp thu được thấy thầy nói những cái điều vừa rồi nó bao hoa khoác lác chảnh chọe quá thì ao nhóm ẩn kênh rồi là báo cáo kênh abc à, tùy chúng ta cuộc sống mà đúng không đơn giản thôi nhá